minh dành cho các tín đồ nhà Mazda là giờ đây hệ thống camera 360 đã có tính năng tắt máy ghi hình và xem trực tuyến. Bắt được một câu hòa rơ suy, hòa hư hỏng, hòa phá hoại này. Đấy các bạn có thấy không? Tôi vào tôi bẻ gương này, rồi tôi đá bánh xe này. Đấy. Đấy, bây giờ tôi còn lấy xe máy tôi hút từ phía sau luôn. Không một động tác thừa. Từ nay thì các bạn sẽ không còn lo lắng tình trạng bẻ trộm gương này, vẽ bậy lên xe này hay là phá hoại xe nữa. Bây giờ thì chúng ta đỗ xe ở đâu cũng hoàn toàn có thể yên tâm rồi. Mở camera. Mở camera trái. Đang mở camera. Mở camera sau. Đang mở camera. Các bạn thấy không? Với những tiện ích như thế này thì sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng trong việc di chuyển những cung đường hẹp hoặc là khi mà chúng ta vào chuồng. Công nghệ mới nhưng mà giá bán thì lại không thay đổi. Đây là một minh chứng cho việc là Zistec rất là chiều lòng khách hàng và xứng đáng là một hãng màn hình ô tô số 1 tại Việt Nam. Zistec là hãng màn hình ô tô duy nhất đủ tiêu chuẩn xuất Mỹ và được các hãng xe lớn trên thế giới cũng như là ở Việt Nam lựa chọn làm đối tác chính thức như là Toyota Long Biên, Hyundai Sài Gòn và Mitsubishi Quy Nhơn. Được hơn hàng triệu những khách hàng tin tưởng với hơn 600 đại lý trên toàn quốc. Hãy gọi điện thoại ngay đến số hotline hoặc để lại ngay phía dưới comment. Nhân viên của Zistec sẽ liên hệ ngay.